Mỹ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Israel nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công trả đũa vào Iran sau vụ tấn công ngày 1 tháng 10 của Tehran. Đổi lại, Israel sẽ nhận được sự viện trợ quân sự bổ sung và hỗ trợ ngoại giao. Tranh cãi chính trị xung quanh siêu bão Milton đã trở thành tâm điểm trước khi cơn bão tàn phá Florida. Bão Milton không chỉ gây ra thiệt hại lớn về vật chất mà còn khơi dậy cuộc đối đầu gay gắt giữa hai phe phái chính trị Mỹ, đặc biệt là cựu Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ. Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định cuộc bầu cử sớm là cơ hội để tạo nên một Nhật Bản mới bằng cách hồi sinh các vùng nông thôn. Phát biểu được đưa ra sau khi ông tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10. Chỉ huy đơn vị Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Esmail Khani, vẫn khỏe và sẽ sớm được trao huân chương. Trước đó, nguồn tin của hãng thông tấn Reuters Anh cho biết ông Khani đã mất tích sau vụ không kích của Israel. Những nỗ lực ngoại giao gần đây của Mỹ đã tập trung vào việc đề xuất một thỏa thuận với Israel nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công trả đũa vào Iran. Đài phát thanh Israel Khan đưa tin rằng Nhà Trắng đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Israel để nước này không tấn công các mục tiêu của Iran nhằm đáp trả vụ phóng gần 200 tên lửa của Tehran vào ngày 1 tháng 10. Đổi lại, Mỹ đề nghị Israel một gói viện trợ bổ sung bao gồm viện trợ quân sự và hỗ trợ ngoại giao. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày mà vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng giữa các bên. Giới phân tích cho rằng Mỹ đang cố gắng ngăn chặn leo thang căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần. Theo hãng thông tấn AP, từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, Mỹ đã cung cấp cho Israel 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Gói viện trợ này bao gồm tài trợ trực tiếp, thiết bị quân sự như đạn pháo, tên lửa, phá bong ke và đạn dược. Đây là một phần trong nỗ lực củng cố quan hệ đồng minh giữa Washington và Tel Aviv, đồng thời giúp Israel đối phó với các mối đe dọa an ninh từ khu vực. Một trong những lý do chính khiến cho Mỹ hối thúc Israel không tấn công các mục tiêu chiến lược của Iran là để tránh nguy cơ leo thang không kiểm soát được. Nhà nghiên cứu cấp cao Nikolay Sukov tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông cho biết, một cuộc tấn công trả đũa từ Israel có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Iran có thể phản ứng bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng đối với thương mại dầu khí toàn cầu. Điều này có thể gây ra những tác động lớn đến thị trường dầu mỏ thế giới mà không cần đến các cuộc tấn công trực tiếp từ Tehran. Ngoài những lo ngại về kinh tế và an ninh khu vực, leo thang căng thẳng ở Trung Đông sẽ có tác động tiêu cực đến chiến dịch tranh cử sắp tới của Đảng Dân Chủ tại Mỹ. Một cuộc khủng hoảng lớn tại Trung Đông sẽ khiến cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với những lời chỉ trích mạnh mẽ về việc thất bại trong chính sách đối ngoại. Chuyên gia Sukop nêu rõ, một cuộc khủng hoảng lớn ở Trung Đông không phải là điều mà chính quyền Mỹ cần. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Tuy nhiên, chuyên gia Sukop cũng nhấn mạnh rằng, dù Mỹ đang cố gắng ngăn chặn căng thẳng, Israel vẫn có thể tự quyết định hành động của mình, đặc biệt là khi Đảng Dân Chủ cần sự ủng hộ từ cử tri Do Thái tại các bang quan trọng trong cuộc bầu cử. Do đó, khả năng Washington gây áp lực mạnh mẽ lên Tel Aviv là rất thấp. Về phần mình, chuyên gia Kirill Semenov tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga cũng nhận định rằng, dù Mỹ đang kêu gọi Israel kiềm chế, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một sự leo thang căng thẳng do các hành động quân sự của Israel có thể gây ra những tác động tiêu cực trong bối cảnh chính trị Mỹ, đặc biệt là trong giai đoạn nhạy cảm của cuộc bầu cử Tổng thống. Các nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nếu tình hình Trung Đông vượt ngoài tầm kiểm soát. Bầu cử Mỹ 2024 và trận chiến chính trị lớn về siêu bão Milton. Theo kênh CNN Mỹ ngày 9 tháng 10, từ lâu trước khi siêu bão Milton đổ bộ vào bờ biển Florida, một trận chiến chính trị đã nổ ra xoay quanh cơn bão khổng lồ này. Bão Milton với sức tàn phá khủng khiếp không chỉ là một thảm họa thiên nhiên mà còn là một con quái vật của biến đổi khí hậu mà các nhà khoa học đã cảnh báo từ lâu. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào công tác phòng chống và cứu trợ, cuộc chiến về bão Milton đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trong chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Cơn bão Milton được dự đoán sẽ đổ bộ vào cuối tuần, đã trở thành một tâm điểm trong cuộc đối đầu chính trị giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Sự chia rẽ đảng phái không chỉ làm phức tạp hóa các nỗ lực cứu trợ, mà còn đẩy cao nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt khi cựu Tổng thống Donald Trump liên tục sử dụng cơn bão như một công cụ chính trị. Sau khi khai thác cơn bão Helene cho mục đích chính trị, ông Trump tiếp tục làm dậy sóng bằng những tuyên bố về nỗ lực cứu trợ của chính quyền Biden-Harris. Việc ông Trump tận dụng các thảm họa thiên nhiên để chỉ trích chính quyền đương nhiệm không phải là điều mới mẻ.
ông Trump cũng đã cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris và chính quyền Mỹ không thể đối phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp. Những tuyên bố như việc chính phủ bỏ qua các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo hay lạm dụng ngân sách cho người di cư đã bị các quan chức liên bang bác bỏ, nhưng vẫn tạo ra sự chia rẽ trong lòng cử tri. Đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, bão Milton có một phép thử lớn về khả năng lãnh đạo và đối mặt với khủng hoảng. Cơn bão này mang đến cho bà cơ hội để chứng minh khả năng kiểm soát tình hình và thể hiện sự đồng cảm đối với các nạn nhân. Tuy nhiên, bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong công tác cứu trợ liên bang đều có thể ảnh hưởng đến Phó Tổng thống Mỹ trước thềm bầu cử. Những nỗ lực của Phó Tổng thống Harris để đối phó với bão Milton đã bắt đầu từ sớm. Bà liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo về nguy cơ thông tin sai lệch từ ông Trump. Bà Harris nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này không nên trở thành chủ đề chính trị, mặc dù chính bản thân cuộc tranh cãi về bão Milton đã bị chính trị hóa sâu sắc. Ngược lại, Tổng thống Trump đã nhiều lần chứng minh rằng ông không ngần ngại tận dụng bất kỳ tình huống nào để đạt được lợi ích chính trị. Ông đã khai thác cơn bão Helen để cáo buộc chính quyền Biden-Harris là yếu kém và không đủ khả năng đối phó với các vấn đề cấp bách của quốc gia. Trong bối cảnh bão Milton đang tiến vào Florida, ông Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Biden và bà Harris cho rằng thiếu khả năng lãnh đạo và đồng cảm với người dân Mỹ. Một nhân vật quan trọng trong cuộc chiến chính trị về bão Milton là thống đốc Florida Ron DeSantis. Là một đảng viên Cộng hòa, ông DeSantis phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải làm việc cùng chính quyền dân chủ trong bối cảnh khủng hoảng thiên nhiên. Dù không ủng hộ Tổng thống Biden và bà Harris, thống đốc DeSantis không thể phớt lờ nhu cầu của bang Florida trong việc nhận viện trợ liên bang. Giống như bà Harris, ông DeSantis cũng đã tham gia vào cuộc chiến chính trị về bão từ sớm. Ông từng cáo buộc bà Harris lợi dụng cơn bão để phục vụ cho chiến dịch của mình, trong khi bản thân ông DeSantis phải tìm cách cân bằng giữa việc làm với chính quyền liên bang và duy trì mối quan hệ với ông Trump, người có tầm ảnh hưởng lớn đối với các đảng viên Cộng hòa. Tại cuộc họp báo, tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ giành lại lòng tin của người dân, nhấn mạnh rằng nếu không có sự chấp thuận và đồng cảm của công chúng, chính trị không thể tiến triển. Ông Ishiba bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách mới, tập trung vào nông thôn và đặt mục tiêu giải quyết lạm phát, trong khi nỗ lực tăng lương thực tế. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng đề cập đến các cải cách tài chính của đảng cầm quyền, chính sách ứng phó thảm họa và tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản. Đề cập đến chuyến công du Lào để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Ishiba cam kết sẽ thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ với các lãnh đạo của các quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc và các quốc gia chủ chốt khác trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản. Sáng ngày 9 tháng 10, ngày cuối cùng của phiên họp Quốc hội bất thường, nội các của Thủ tướng Ishiba đã phê duyệt kế hoạch giải tán Hạ viện. Theo lịch trình, danh sách bầu cử sẽ được chốt và niêm yết vào ngày 15 tháng 10. Việc bỏ phiếu và kiểm phiếu sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10. Việc ông Ishiba giải tán Hạ viện chỉ trong vòng 8 ngày sau khi trở thành thủ tướng được coi là hành động nhanh nhất của một nhà lãnh đạo Nhật Bản thời hậu chiến. Hãng thông tấn bán chính thức Tasmin ngày 9 tháng 10 dẫn một nhân vật cấp cao của IRGC cho biết lãnh đạo tối cao của Iran, đại giáo chủ Iran Ali Khamenei sẽ trao huân chương Fra cho ông Khamenei trong vài ngày tới. Trước đó dẫn lời hai quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết cả Tehran và Hezbollah đã không thể liên lạc với ông Khamenei sau vụ không kích của Israel tại phía nam Beirut vào tuần trước. Ông Khamenei đã đến Liban sau khi thủ lĩnh Hezbollah Syed Hassan Nasrallah tử vong trong cuộc không kích của Israel ngày 27 tháng 9. Ngoài ra, phó chỉ huy lực lượng Quds, ông Irai Masiji cũng đã phủ nhận thông tin rằng ông Khamenei bị thương trong quá trình Israel tăng cường không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Ông Khamenei sinh năm 1957 tại thành phố Masan, Iran. Ông gia nhập lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chỉ một năm sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông trở thành thành viên của lực lượng Quds. Năm 2012, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt ông Khamenei vào danh sách các cá nhân Iran bị trừng phạt. Iran bổ nhiệm ông Khamenei làm chỉ huy trưởng Quds sau khi Mỹ ám sát người tiền nhiệm của ông là Qasem Soleimani trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở Baghdad, Iraq năm 2020. Iran đã trao huân chương Fast kể từ năm 1989 cho các anh hùng chiến tranh, chỉ huy quân sự và chính trị gia. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, lãnh tụ tối cao Khamenei đã trao tặng huân chương Fast cho tư lệnh không quân, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Ami Ali Azizarek bởi vai trò của ông trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10.